Cuối khi gửi một cái gói dữ liệu mang địa chỉ broadcast thì cái gói đó nó đến tất cả các thiết bị trong cái vùng đó. Network, một network là một cái vùng mà khi mình gửi một cái gói dữ liệu mang địa chỉ broadcast thì nó sẽ đến tất cả các thiết bị ở trên cái network đó, nên nó còn gọi là broadcast domain. Một network là một broadcast domain. Khi mình giảm đi cái kích thước của một cái broadcast domain là mình đang làm tối ưu hơn, làm tốt hơn cái hiệu năng truyền dữ liệu trên cái network đó. Dễ hiểu thôi. Một cái network mà cái số lượng máy tính càng nhiều, trên một network mà số lượng máy tính càng nhiều thì tất nhiên cái mật độ gói dữ liệu trên đường mạng sẽ càng nhiều. Mật độ gói dữ liệu truyền trên mạng càng nhiều thì cái hiện tượng xung đột hay hiện tượng tắc nghẽn xảy ra càng nhiều. Hiện tượng tắc nghẽn xảy ra càng nhiều thì cái hiệu năng truyền dữ liệu trên mạng càng giảm. Và ngược lại, nếu một cái network nhỏ hơn hay một cái broadcast domain nhỏ hơn, hay là trên một cái network mà cái số lượng máy tính trên network đó nó nhỏ hơn, tức là một cái broadcast domain nhỏ hơn, thì cái hiện tượng xung đột, cái hiện tượng bị tắc nghẽn ở trên cái đường mạng đó sẽ ít hơn, và như vậy cái hiệu năng truyền dữ liệu trên cái đường mạng đó sẽ cao hơn. Tóm lại, mình chia một cái mạng lớn thành nhiều cái mạng nhỏ là mình đang tối ưu hơn cái hiệu năng truyền dữ liệu trên từng cái network nhỏ đó. Vì vậy chúng ta cần cái nhu cầu, trên thực tế rất cần đến cái nhu cầu là từ một cái network lớn mình chia thành nhiều cái đường mạng con. Từ một cái network lớn chia thành nhiều cái đường mạng con. Thì đó gọi là subnetting. Việc chia một cái mạng lớn thành nhiều mạng con còn liên quan đến cái vấn đề về an toàn bảo mật cho mạng. An toàn bảo mật cho mạng. Chúng ta cô lập, chúng ta tạo những cái network của từng phòng ban là chúng ta cô lập mạng của từng phòng ban để chúng ta thực hiện những chính sách về an toàn bảo mật thông tin trong từng cái phòng ban đó, hay là trong từng mạng của mỗi phòng ban đó. Nó dễ dàng hơn. Đó, thì đó là cái nhu cầu tại sao cần đến vấn đề chia mạng con. Xét trên mặt quản lý thì như hồi nãy tôi nói, thì cái việc mình chia một cái mạng lớn thành nhiều cái mạng con thì chúng ta dễ quản lý hơn. Dễ quản lý hơn là trên một cái mạng lớn, trên một cái mạng mà nó bao gồm tất cả. Trong một cái trường học, ví dụ như một trường học, nếu mình tạo ra một cái mạng mà chung hết cho tất cả các phòng ban và các khoa thì nó rất là xáo trộn, rất là khó mà quản lý. Như vậy xét trên cái mặt quản lý logic ở bên ngoài là chúng ta đã phải chia, đã phải là gì? Cô lập ra từng khoa, từng phòng ban riêng. Và như vậy mỗi khoa, mỗi phòng ban đó cần có một cái network nó độc lập nhau. Thì cái việc mà mình cần những cái network độc lập nhau đó chính là mình chia mạng con. Rồi một cái yếu tố nữa để cái vấn đề cần tới cái vấn đề là chia mạng con, đó là một cái mạng trên một cái vùng địa lý lớn thì chúng ta cần phải chia nó ra thành những cái network trong từng vùng nhỏ hơn. Đó, trong từng vùng nhỏ hơn. Và khi mà chúng ta chia mạng con như vậy á, thì chúng ta cần, tại vì trên mỗi một mạng con đó thì chúng ta cần phải có một cái địa chỉ đường mạng. Chúng ta cần phải có một cái địa chỉ đường mạng riêng. Bởi vì chúng ta biết rồi là trong một hệ thống nhiều mạng kết nối với nhau thì mỗi một mạng nó phải có một cái địa chỉ đường mạng riêng của nó. Như vậy, từ một cái mạng lớn mình chia nó ra thành nhiều cái mạng con. Thành nhiều cái mạng con. Thì mình phải bảo đảm mỗi một mạng con đó phải mang một địa chỉ đường mạng duy nhất để phân biệt các mạng đó với nhau. Để phân biệt các mạng đó với nhau.
Nhưng mà phải nhớ rằng là từ một cái địa chỉ đường mạng mà đơn vị của chúng ta được cấp, từ đơn vị của chúng ta được cấp một cái địa chỉ đường mạng, chúng ta chỉ được phép dùng cái địa chỉ đường mạng đó để chúng ta đặt cho địa chỉ của các cái mạng còn. Nhớ như vậy. Thì chúng ta không được phép sử dụng qua một cái địa chỉ đường mạng khác. Rồi, đó là giới thiệu về cái nhu cầu cần chia mạng con. Ở đây một cái hình này á, là ví dụ là chúng ta không có chia mạng con thì rất là đơn giản. Ví dụ như ở đây, cái giả sử cái đám mây lớn này nè, cái đám mây lớn này là mạng của đơn vị mình đi. Mạng đơn vị mình gồm có 3 đường mạng. Nếu mình không chia, nếu mà gọi là mà không đụng tới, không đề cập đến vấn đề chia mạng con, thì mình tự ý, mình cứ lấy đường mạng bên này, mình lấy địa chỉ private đi, mình lấy đường mạng này, 131.1 địa chỉ lớp B, địa chỉ này là địa chỉ lớp B, mình thấy cái bài đầu tiên là biết là địa chỉ lớp B, 131.1, đây là 131.2, đây là 131.3, tức là mình chỉ thay đổi có cái bài số 2, địa chỉ lớp B mà. Là coi như mình không có chia mạng con. Còn bây giờ là giả sử như mình có chia mạng con rồi nha, thì bây giờ mình giả sử như vậy nè, nguyên cái đám mây màu xanh này nó được cấp một cái địa chỉ đường mạng lớp B là 131.108. 131.108, nó được cấp cái địa chỉ đó. Là đây. Đó, 131.108. Là nguyên cái đường mạng, nguyên cái đám mây màu xanh này. Có nghĩa là cái network của đơn vị mình, network của đơn vị mình được trên internet hiểu là đường mạng 131.108.0.0. Nhưng mà bây giờ trong cái hệ thống mạng của mình lại chia ra làm 3 đường mạng con. Ví dụ như vậy. Thì từ cái con số 131.108 này, mình phải phân hoạch nó hay mình chia nó như thế nào để mình đặt địa chỉ cho 3 đường mạng con này, nhưng mà chỉ được dùng cái địa chỉ là 131.108 thôi. Tại vì 130 mình không dám lấy 131.107 được. Nó không phải của mình. 131.106 nó không phải của mình. Mình chỉ được cấp cái địa chỉ là 131.108. Thì như vậy cho dù ở trong đơn vị của mình có bao nhiêu mạng con thì mình chỉ được phép dùng chính cái địa chỉ này để mà đặt địa chỉ đường mạng cho các mạng con. Thì cái kỹ thuật của nó rất là đơn giản là sao? Là mình sẽ lấy một số bit, tức là mình lấy một số bit ở cái phần host để mình hy sinh, và mình lấy cái số bit đó mình đánh địa chỉ đường mạng con. Trong ví dụ này, tôi lấy nguyên một cái byte số 3. Nó là phần host, địa chỉ lớp B mà. Địa chỉ lớp B thì là 2 byte là host. Byte số 3 và byte số 4 là địa chỉ host. Thì ở đây tôi hy sinh cái byte số 3 để tôi làm địa chỉ đường mạng con. Và nếu tôi lấy nguyên một byte số 3 thì tôi có thể đánh số được từ bao nhiêu? Là từ 0 cho đến 255. Từ 0 đến 255. Tổng quát á, với tôi lấy một byte 8 bit á, thì tôi sẽ có từ 0 đến 255. Nhưng mà từ 0 đến 255 đó thì thật ra mình chỉ dùng được là 254 thôi. 254 đường mạng con. Đó, như vậy đường mạng con thứ nhất tôi đặt là 1. Đường mạng con thứ hai tôi đặt là 2. Đường mạng con thứ ba tôi đặt là 3, vân vân. Và nếu mà tôi lấy một byte thì tôi có thể đặt được cho 254 đường mạng con trong hệ thống mạng của tôi. Thì đó là kỹ thuật chia subnet.
À, như vậy thì bây giờ địa chỉ IP, như vậy một cái địa chỉ IP bây giờ nếu mình xét tổng quát hơn nữa thì nó sẽ gồm một số bit là địa chỉ đường mạng, một số bit nó xác định địa chỉ đường mạng con, và số bit còn lại là địa chỉ host. Địa chỉ host lúc bấy giờ là để phân biệt các thiết bị trên cùng một subnet, tức là trên cùng một đường mạng con. À, thì đó là cái dạng tổng quát của một cái địa chỉ IP. Thì ở đây mình nhớ câu này, để tạo ra các địa chỉ đường mạng con thì người quản trị mạng sẽ mượn một số bit, mượn một số bit ở cái phần host để làm địa chỉ đường mạng con. Vấn đề đặt ra là bao nhiêu bit, rất là đơn giản. Ví dụ giờ mình xét chung thôi nha, xét tổng quát là chưa xét cái trường hợp đặc biệt. Thì ví dụ bây giờ mình cần có 4 đường mạng con đi, tức là mình cần có 4 địa chỉ để mình đặt cho 4 đường mạng con, thì mình cần mấy bit? 2 bit, 2 mũ 2 là 4, ví dụ như vậy. Nhưng mà thật ra đó, nó trên thực tế đó, nếu mà mình cần 4 địa chỉ á thì mình không dùng được 2 bit, là tại vì 2 bit, 2 mũ 2 là 4, nhưng mà trong 4 giá trị đó nó bỏ hết 2 giá trị đặc biệt, nên nó còn dùng lại có 2 thôi. À, nhớ như vậy. Do đó, nếu mình cần 4 địa chỉ đường mạng con thì mình phải cần tới 3 bit lần. Tức là 2 mũ 3 là 8, mình phải lấy dư ra. Nói vậy. Chứ lấy 2 mũ mấy mà nó lớn hơn hoặc bằng cái số đường mạng con mình cần có là được à. Ví dụ bây giờ mình có 5 đường mạng con đi, 5 đường mạng con thì mình sẽ mượn là 3 bit. Tại vì 2 mũ 3 là 8. 2 mũ 3 là 8. 8 trừ cho 2 là 6. Ví dụ này. Đúng không? Vậy 3 bit là mình có 6 địa chỉ, mà bây giờ mình có 5 đường mạng thôi, nhưng mà dư được. Rồi ví dụ như bây giờ mình có là 10. Mình có 10 cái đường mạng con. Trong hệ thống mạng của mình có 10 đường mạng con thì mình cần lấy mấy bit? 10 đường mạng con. Mình lấy 4 bit thôi, tại vì 2 mũ 4 là 16 trừ 2 tức là 14. Như vậy nếu mình lấy 4 bit thì mình sẽ có 14 giá trị địa chỉ đường mạng con dư rồi. Rồi, rồi. Đó, đó là kỹ thuật chia subnet. Kỹ thuật chia subnet là như vậy. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ coi chi tiết hơn về kỹ thuật chia subnet ở một cái phần tiếp theo sau đây. Rồi, chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn về cái kỹ thuật chia subnet. Tiếp tục. Vấn đề tại sao cần chia subnet thì tôi đã trình bày rồi. Ở đây chỉ nhắc lại thôi. Mình chia một cái mạng lớn thành nhiều cái mạng con là để mình giảm đi cái kích thước của một network. Hay người ta còn gọi một cái thuật ngữ là broadcast domain. Và khi mà mình giảm đi cái kích thước của một cái broadcast domain là mình đã tăng cái hiệu năng truyền dữ liệu trên mạng. Cái nhu cầu thứ hai là khi mà chúng ta chia một cái mạng lớn thành những cái đường mạng con thì mình sẽ tăng lên cái vấn đề về an toàn bảo mật cho hệ thống mạng. Cái nhu cầu thứ ba đó là xét về mặt quản lý thì thường là trong một đơn vị là chúng ta đã chia nó ra thành những cái đơn vị con độc lập, và chúng ta mong muốn là mỗi một cái đơn vị đó, cái hệ thống mạng của nó độc lập với những hệ thống mạng khác, độc lập với các hệ thống mạng khác. Cái việc mà mình đưa những hệ thống mạng độc lập như vậy là vấn đề về security, vấn đề về an toàn bảo mật. Do đó từ những cái nhu cầu như vậy, từ cái nhu cầu là từ một cái mạng lớn mình chia thành nhiều cái mạng con, một cái mạng lớn mình chia thành một mạng con, nên chúng ta cần tới một cái kỹ thuật là từ một cái địa chỉ đường mạng mình chia nó thành những cái địa chỉ đường mạng con. Từ một địa chỉ đường mạng chúng ta cần chia nó thành những địa chỉ đường mạng con. Và cách chia tổng quát là gì?
là mượn một số bit ở phần host để đánh địa chỉ cho các đường mạng còn. Vậy thôi. Hai cái hình này chúng ta đã biết rồi ha, tôi bỏ qua. Đó, đây là chia đường mạng còn. Thì trong ví dụ này là lớp B. Và chúng ta lấy cái bài số 3 để chia đường mạng còn. Rồi, đây nhắc lại lần nữa nè. Để tạo địa chỉ subnet, người quản trị sẽ mượn một số bit ở phần host để chúng ta chia mạng con. Chúng ta chia địa chỉ mạng con, mượn một số bit, mượn bao nhiêu bit thì tùy thuộc vào cái số mạng con chúng ta có. Số mạng con chúng ta có. Ví dụ chúng ta có 3 đường mạng con. Tức nghĩa là chúng ta cần 3 địa chỉ. Thì chúng ta phải mượn là 3 bit. Tại vì 2 mũ 3 trừ 2 là 6. Thì chúng ta còn 6 địa chỉ là đủ cho 3 mạng. Đó. Ví dụ như chúng ta cần có, chúng ta có 5 đường mạng con. Chúng ta có 5 đường mạng con. Thì chúng ta sẽ mượn là 3 bit. Đó. Chúng ta có 10 mạng con thì chúng ta còn là 4 bit. Đó là nhắc lại thôi. Và cái số bit mà chúng ta mượn ở cái phần host là chúng ta phải lấy từ bên trái lấy qua. Nha, phải lấy từ bên trái lấy qua. À, chúng ta đi vào một cái ví dụ cụ thể. Ha, đi vào một cái ví dụ. Ví dụ ở đây chúng ta có một địa chỉ lớp C. 192.168.10.0. Nhắc lại lần nữa là khi biểu diễn một địa chỉ đường mạng thì các bit thuộc phần host mình phải để là 0. Đó. Ở đây mình nói là địa chỉ đường mạng lớp C 192.168.10 thì bài số 4 phải là 0. Còn bài số 4 mà mình thấy khác 0 nghĩa là nó đang là địa chỉ của một thiết bị cụ thể. Nó là một địa chỉ cụ thể của một thiết bị. Rồi. Thì giả sử nha. Cái địa chỉ, giả sử cái địa chỉ này mà chúng ta lấy 3 bit, chúng ta lấy 3 bit ở byte số 4 để chúng ta làm địa chỉ đường mạng con, tức là subnet đó, thì cái dạng của nó như vậy. 24 bit đầu tiên là địa chỉ network, không có gì thay đổi bởi vì nó là lớp C. Đã nói tới lớp C thì 3 byte đầu tiên là địa chỉ network, không được phép đụng tới. Network address, network address, network address. 8 bit của byte thứ 4 là host address. Và chúng ta được quyền mượn một số bit ở phần host này để làm địa chỉ đường mạng con. Trong ví dụ này là mình mượn 3 bit. Thì nó như vậy. 3 cái bit màu đỏ này, mượn từ bên trái mượn qua. Nếu mình đánh số thì phải hiểu rằng là bit đầu tiên này là bit số 7, bit số 6 và bit này là bit số 5. À, mình đánh số nè, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Địa chỉ lớp B 132.10.0.0. Địa chỉ lớp B. Thì nếu đối với địa chỉ lớp B mà chúng ta muốn mượn các bit ở phần host để chúng ta chia địa chỉ mạng con thì chúng ta phải lấy bắt đầu từ byte số 3. Chúng ta mượn các bit bắt đầu từ byte số 3. Tại vì đối với lớp B thì 2 byte 3 và 4 là địa chỉ host. Và nếu có mượn là mượn ở phần host. Trong ví dụ này là mình đang mượn 5 bit để mình chia địa chỉ subnet. Và với 5 bit thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ có 2 mũ 5 trừ 2 giá trị địa chỉ cho các đường mạng con. Cái trừ 2 đó là trừ 2 số đặc biệt đó. Nhớ như vậy. Luôn luôn phải trừ 2 đi cái địa chỉ đặc biệt, không được dùng tới. Rồi. Ví dụ một cái địa chỉ lớp A 10.0.0.0. Thì chúng ta muốn chia địa chỉ đường mạng con thì chúng ta phải mượn các bit bắt đầu từ bài số 2. Bởi vì đây là lớp A. Thì trong ví dụ này là mình mượn 12 bit luôn.
mình mượn 12 bit luôn, tức là 8 bit là nguyên vẹn một byte số 2 cộng với 4 bit lấn qua byte số 3. Và như vậy chúng ta sẽ có là 2 mũ 12 trừ 2 giá trị địa chỉ đường mạng con. Là 8 này, với 4 là 12 bit. Như vậy chúng ta mượn 12 bit ở byte số 2 và byte số 3 để chia địa chỉ đường mạng con. Nhớ là việc chúng ta quyết định lấy bao nhiêu bit tùy thuộc vào cái số lượng mạng con chúng ta cần có. Số lượng mạng con chúng ta cần có, vậy thôi. Chúng ta tới một cái khái niệm gọi là subnet mask. À, subnet mask là gì? À, chúng ta, tôi sẽ giải thích cái địa chỉ subnet mask. À, các bạn nhìn lên bảng. Subnet mask cũng là một con số 4 byte. Subnet mask cũng là một con số 4 byte. Mà cái công dụng của con số 4 byte này á, là dùng để xác định trong địa chỉ IP, trong cái địa chỉ IP những cái bit nào nó thuộc về network address, những cái bit nào nó thuộc về subnet address và những cái bit nào nó thuộc về host address. Tôi nói lại, subnet mask là một con số 4 byte. Nó được dùng để xác định trong một cái địa chỉ IP những bit nào nó thuộc network address, những bit nào nó thuộc subnet address và những bit nào nó thuộc host address. Bằng cách nào? Bằng cách đó là nếu những cái bit trong địa chỉ IP mà nó thuộc net address thì những bit tương ứng trong subnet mask bật lên 1. À, giờ đây là ghi là những bit tương ứng, nhớ nha, trong subnet mask. Những bit tương ứng trong subnet mask. Nếu ở địa chỉ IP nó thuộc network và nó thuộc subnet, thì những bit tương ứng nó sẽ bật lên 1. Còn nếu những bit nào mà thuộc host address, thì các bit tương ứng của nó sẽ là 0. Đó là subnet mask. Chúng ta lấy một cái ví dụ đi. Chúng ta lấy cái ví dụ như vậy. À, ví dụ như bây giờ mình xét một cái địa chỉ đường mạng là 10. À, .1.2.3. Ví dụ như vậy. 10.1.2.3. Thì cái default subnet mask á, tức là cái địa chỉ subnet mask mà mặc nhiên á, địa chỉ subnet mask mặc nhiên á của cái địa chỉ lớp A là sao? Lớp A thì các anh chị biết rồi á, địa chỉ lớp A thì một byte đầu tiên là network address, 3 byte còn lại là host address. Như vậy subnet mask của cái địa chỉ này thì byte đầu tiên trong địa chỉ IP này nè, là network address. Thì 8 bit ở trong subnet mask bật lên 1, tức là 255. Còn 3 byte này là host. Thì nếu 3 byte này của địa chỉ IP là thuộc phần host, thì các bit tương ứng trong subnet mask bằng 0. Đây là 0.0.0. À, thì đây là subnet mask mặc nhiên của địa chỉ lớp A, 255.0.0.0. Tương tự chúng ta lấy một cái địa chỉ lớp B, ví dụ 172.29.1.2. Thì cái subnet mask mặc nhiên của nó sẽ là bao nhiêu? Subnet mask mặc nhiên của nó là bao nhiêu? Hai byte này là network address. Hai byte này là network address. Thì nó sẽ là 255.255.0.0. Thì đây là subnet mask mặc nhiên của lớp B. Và chúng ta lấy một cái ví dụ của lớp C, 192.168.1.1.
48, 96, 10 thì subnet mask mặt nhiên của nó sẽ là 255.255.255.0. Đó, đây là subnet mask mặt nhiên của lớp. Dưới này là lớp C và trên này là lớp B. Dưới này là lớp A. Là tại vì trong cái lớp B thì hai byte này là network address. Nếu hai byte này network address thì hai byte này trong subnet mask tất cả các bit bật lên 1. Nếu 3 byte này là network address thì 3 byte này trong subnet mask tất cả các bit bật lên 1, tức là 255.255.255.0. Còn bây giờ chúng ta lấy một cái subnet nè. Ta lấy một cái subnet ví dụ như vậy. Ví dụ như mình lấy một cái subnet là 10.10.1.2 đi. Thì giả sử chúng ta xét một cái subnet mask là vậy, 255.255.0.0, ví dụ như vậy. Đây là subnet mask. Thì chúng ta phải hiểu rằng á, nhìn vào đây chúng ta phải hiểu sao? Lớp A thì luôn luôn một byte đầu là network rồi. Lớp A thì một byte đầu là network, nên ở đây nó tương ứng là 255 là đúng rồi. Tại vì hễ đây mà network thì trong subnet mask bật lên 1 hết là 255. Thì đúng ra lớp A đó thì một byte đầu là network và ba byte sau là host chứ gì? Ba byte sau là host. Đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn vào cái subnet mask chúng ta thấy ở cái byte số 2 là 255. Ở cái byte số 2 là 255. Do đó mình phải suy ra là gì? Byte số 2 này nè là subnet. Và hai byte này nè mới là host. Hai byte đó mới là host. Như vậy cho một cái địa chỉ, cho một cái địa chỉ IP thì lập tức chúng ta phải nhìn hay là căn cứ vào cái subnet mask để chúng ta biết được là trong cái địa chỉ IP đó bao nhiêu bit là network, bao nhiêu bit là subnet và bao nhiêu bit là host. Nhớ như vậy. Đó, subnet mask. Công dụng của subnet mask là như vậy. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Tôi lấy một cái ví dụ là 192.48.96.128. À, rồi .128 ví dụ vậy. .129 đi. .129 đi. Rồi tôi cho cái subnet mask là 255.255.255.128. Thì tôi hỏi cho cái địa chỉ IP này bao nhiêu bit là network, bao nhiêu bit là subnet và bao nhiêu bit là host. Thì căn cứ vào đây rất là dễ thôi. Không, mình thấy nè. Đầu tiên mình phải biết là đây là lớp A, lớp C. Lớp C. Mà lớp C thì đương nhiên 3 byte đầu là network. Và chúng ta thấy đúng như vậy, 255, 255, 255. Bật lên 1 hết nè. Như vậy là 3 byte đầu này là network. 3 byte đầu là network address. Như vậy còn 1 byte này là host chứ gì. Nhưng mà cái byte này mình xét ra 8 bit nha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8 bit. 8 bit thì chúng ta coi cái subnet mask này nó là số 128. Mà 128 là số này nè, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Đó, con số này là số 128 nè. 2 mũ 7 là 128 nè. 2 mũ 7 là 128. Như vậy mình phân tích con số 128 ra thành cái con số này. Mà thành số này thì chúng ta suy ra là sao? Như vậy ở trong cái byte, ở trong cái byte thứ tư này nè, nó đã dành ra một bit đầu tiên là subnet. Một bit làm subnet. Và như vậy nó còn lại là 7 bit là host. Đó. 7 bit là host. Và như vậy là tôi hướng dẫn để cho các anh chị thấy được cái cách là dựa vào cái địa chỉ subnet mask để chúng ta xác định ở trong cái địa chỉ IP những cái bit nào là thuộc phần network, những cái bit nào là thuộc phần subnet và những cái bit nào là thuộc phần host. Và xin nhắc lại lần nữa là những bit nào mà thuộc phần network và phần subnet đó, thì các bit tương ứng trong subnet mask nó sẽ bật lên 1.
Còn những bit nào mà thuộc phần host thì các bit tương ứng trong subnet mask nó sẽ là 0. À, chúng ta quay lại. Thì đó là khái niệm về subnet mask. Thì ở trên cái slide thì ghi giải thích là sao? Subnet mask á, thì nó sẽ giúp cho nó cho router cái thông tin để nó xác định được ở trong cái địa chỉ IP đó đó thì chỗ nào, tức là những cái bit nào á là network, những cái bit nào á là subnet và những cái bit nào nó là host. Và subnet mask là nó dài 32 bit. Thì nhớ rằng là tương ứng với cái phần network và phần subnet đó thì ở trong subnet mask nó sẽ bật lên 1. Còn tương ứng với cái phần host đó, thì ở trong subnet mask nó sẽ là 0. Chúng ta lấy ví dụ. Đây, chúng ta lấy một cái ví dụ, một cái địa chỉ, cho mình một cái địa chỉ lớp C 192.168.10.100. À, nhìn vô là mình phải xác định liền là lớp gì nha. Nhìn vào là căn cứ vào bài đầu tiên là phải xác định nó là lớp gì. Từ 1 đến 126 là lớp A. Từ 128 đến 191 là lớp B. 192 đến 231 là lớp C. Nhưng mà sau khi mình xác định nó là lớp gì rồi á, sau khi mình xác định nó là lớp gì rồi á, thì mình chỉ mới xác định được là nó dùng bao nhiêu bit là network thôi. Chứ mình không dám kết luận là bao nhiêu bit là host nha. Mặc dù trên lý thuyết thì cứ là lớp A thì 8 bit là network. 8 bit đầu là network và 3 byte cuối là host. Lớp B, 2 byte network, 2 byte host. Lớp C, 3 byte network, 1 byte host. Đó là trên cái lý thuyết tổng quát thôi. Nhưng mà khi mình xét tới cái vấn đề về subnet thì mình nhớ là điều gì? Chúng ta không có biết trước là ứng với một cái địa chỉ lớp ABC thì cái số bit của host nó là bao nhiêu, mà chúng ta phải dựa vào cái subnet mask để chúng ta biết. Ví dụ như cái địa chỉ này thì mình biết nó là lớp C, thì hãy lớp C thì mình đương nhiên mình biết 3 byte đầu của nó là network rồi. 3 byte đầu của nó là network. Mà nếu 3 byte đầu là network thì subnet mask 3 byte đầu sẽ là 255 255 255, ha. Chúng ta thấy liền ha. Thấy đây 255 255 255 thì biết là 3 byte đầu là network. Thì byte cuối cùng của nó là 0, do đó mình kết luận liền luôn, đó là 8 bit của byte thứ tư là host. 8 bit byte thứ tư là host. À, thì như vậy bây giờ mình phân tích là số nhị phân là như vậy ha. 192 là số này, 168 là số này, 10 là số này, 100 là số này. Rồi 255 đây, 255 255, 0 ở đây. Thì khi mà mình end mình thực hiện n hai cái con số này, n hai con số này thì cái kết quả này nó chính là cái network address, tức là 192.168.10.0. Đây là 192.168.10.0. Ý muốn nói rằng á là với một cái địa chỉ IP và cái subnet mask thì có thể suy ra được cái địa chỉ network là bao nhiêu, vậy thôi. Bằng cách nào? Bằng cách là lấy địa chỉ IP and với lại subnet mask là ra địa chỉ IP. Ở đây lấy ví dụ là lớp A. Nhưng mà chú ý, lớp A này là có dùng subnet mask. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết liền à. Tại vì lớp A đó thì nó chỉ có 1 byte đầu là network thôi, 3 byte sau là host. Thì nếu mà cái subnet mask mặc nhiên của nó phải là 255.0.0.0. Nhưng mà ở đây mình thấy là gì? 255.255.240 rồi mới .0. Do đó mình nhìn sơ qua cái là mình biết à, đây nó không phải là một cái địa chỉ nguyên một lớp A, mà nó là một cái địa chỉ subnet của lớp A. Mà lấy bao nhiêu bit làm subnet thì mình dựa vào đây. 255 tức là 8 bit của bài số 2 làm subnet. 240 tức là 4 bit. 240 tức là 4 bit đó. Tức là 1, 1, 1, 1 và 0 hết là con số 240. Tức là 4 bit đầu tiên bật lên 1 là số 240. Thì vậy cộng 8 bit với 4 bit nữa, như vậy là 12 bit. Như vậy cái địa chỉ này là cái địa chỉ trên một cái đường mạng con mà dùng 4 bit để mà chia. Đó, 4 bit, vậy thôi. Thì khi mình end hai con số này lại với nhau,
N này với N cái subnet mask mà. N lại với nhau, subnet mask. Là nó ra. Nó ra cái địa chỉ đường mạng. Đó, 255 tức là ở đây đây. 255 này chính là đây nè. À, rồi 240, viết đây sai rồi, 240 ở đây nó là 1111 và ở đây là 0 hết. Mới là 240. Nha, tức là bốn cái bit sau này là 0. Rồi số 0 là đây. Thì khi mình end hai số này xuống thì cái này end với lại 1 là ra chính nó, cái này end với lại 1 là ra chính nó. Còn cái này nè, 4 bit đầu nè end với lại 4 số 1 là ra chính nó. Không? Còn mình end với lại số 0 thì đương nhiên là ra 0. End với số 0 thì đương nhiên là ra 0. Thì nguyên cái địa chỉ này nó sẽ là bao nhiêu? Là 10 nè, chấm 0 nè. 10 chấm 0 nè. Rồi mình end số này xuống nè. End số này xuống nè. Thì cái này là số 160 nè. Số này là số 160 nè. Nhưng mà end xuống là 160 chấm 0. Ví dụ như vậy. Rồi. Đó là ví dụ. Còn về cái toán tử N thì thôi chúng ta bỏ qua. Cái này rất là đơn giản. À, vấn đề là chúng ta xác định là chúng ta sẽ mượn bao nhiêu bit. Thì tôi đã nói rồi. Nói đi nói lại rất là nhiều. À. Thì lưu ý chỗ này nha. Là cái số bit mà mình mượn để mình chia subnet á, tức là mình mượn 3 bit hay là 2 bit hay là 5 bit này kia vân vân đó, để mà mình chia cái địa chỉ đường mạng con á, thì mình lưu ý vậy nè. Nó bỏ hai cái giá trị đặc biệt. Thứ nhất là tất cả các bit mà của cái phần subnet nó mà bằng 0 á, là để dành cho biểu diễn địa chỉ đường mạng. Mà ở đây mình phải hiểu là địa chỉ đường mạng con. Địa chỉ đường mạng con không được dùng. Rồi các bit của subnet mà bật lên 1 hết á, là để dành biểu diễn cái địa chỉ broadcast. Biểu diễn địa chỉ broadcast. Vì vậy, nếu mình lấy 3 bit để mình chia subnet, thì mình sẽ có là 2 mũ 3 mà trừ đi 2, tức là 2 mũ 3 là 8, 8 trừ 2 là 6. Chỉ có 6 địa chỉ thôi. À, nếu mình lấy 3 bit á. Nếu mình lấy 2 bit, thì mình có 2 mũ 2 trừ 2, tức là 4 trừ 2 là 2 địa chỉ thôi. À. Thì chỗ này ý muốn nói là như vậy. Tức là ý muốn nói rằng là những cái bit mà thuộc cái phần subnet á, các cái bit mà thuộc cái phần subnet á, thì mình phải bỏ ra hai cái giá trị đặc biệt. Giá trị đầu tiên đó là 0 hết và giá trị thứ hai là 1 hết. Cái số bit tối thiểu mà chúng ta có thể mượn là 2 bit. Nhớ như vậy. Trên bất kỳ một cái subnet nào thì chúng ta chỉ được phép mượn tối thiểu là 2 bit. Mượn tối thiểu là 2 bit. Không thể mượn ít hơn được. Không thể mượn ít hơn. Mình mượn 1 bit không được nha. Thì 1 bit thì 2 mũ 1 là 2 trừ đi 2. 0 không còn địa chỉ nào hết. Số bit tối đa mà chúng ta có thể mượn thì dễ rồi. Đối với lớp A thì nó có là 3 byte cuối là. Đối với lớp A nó có 3 byte cuối là host. 3 byte là 24. Thì mình được phép mượn tối đa là 22. Mình được phép mượn tối đa là 22 bit. Đối với lớp B thì mình được mượn tối đa là 14 bit. Và đối với lớp C thì mình được mượn tối đa là 6 bit. Phải nhớ như vậy. Mới bỏ đi 2. Nhưng mà trong 22 bit này á, thì mình chỉ có 2 mũ 22 trừ 2 giá trị thôi. Trong 14 bit này á, thì mình có là 2 mũ 14 trừ 2 giá trị. Và tương tự 6 bit mình chỉ có là 2 mũ 6 trừ 2 giá trị. Chứ mình không có lấy được hết là 2 mũ 6 luôn. À, trước khi chúng ta thực hiện cái vấn đề chia subnet thì chúng ta cần có một vài cái gợi ý sau đây. Là chúng ta phải hỏi xem là mình cần bao nhiêu địa chỉ subnet. Subnet ID tức là bao nhiêu địa chỉ subnet. À, tức là theo cái yêu cầu của mình, cái nhu cầu của mình là cần bao nhiêu địa chỉ subnet. Mình phải xác định trước mình cần bao nhiêu địa chỉ subnet. Thì khi mà mình xác định mình cần bao nhiêu địa chỉ subnet thì mình nhớ như vậy. Là cứ mỗi một network là phải có một địa chỉ. Network ở đây cũng tương đương với hay là đồng nghĩa với cái khái niệm là broadcast domain. Hồi nãy tôi có giải thích rồi. Trong một network, khi mình gửi một cái gói dữ liệu mà địa chỉ đích là địa chỉ broadcast, thì cái gói đó nó sẽ đến tất cả các thiết bị trong mạng đó.
nên một network mình gọi nó là một miền broadcast, tức là broadcast domain. Như vậy tới đây mình có thể hiểu, và từ đây trở đi chúng ta có thể hiểu ngầm với nhau, broadcast domain là tương đương với khái niệm là một network. Và nhớ rằng là cứ mỗi một network là phải cần một cái địa chỉ subnet. Rồi trên router thì cứ mỗi một cái kết nối từ router ra cái mạng WAN á, từ router mà cứ mỗi một cái cạc mạng của nó kết nối ra cái mạng WAN á, mạng diện rộng á, thì nó cần một địa chỉ. Đó. Mỗi một cái kết nối mạng WAN á, là cần một địa chỉ subnet. Cái lưu ý thứ hai á, khi mà trước khi mà mình chia subnet á, là mình phải xác định xem coi là cái số địa chỉ host cần có trên mỗi subnet. À, số địa chỉ host tức là số địa chỉ thiết bị cần có trên mỗi subnet. Đầu tiên là mình xác định là cần bao nhiêu subnet. Thứ hai là trên mỗi subnet cần bao nhiêu địa chỉ host. Thì một host đó có thể là một cái máy tính hay là một cái máy in mà gắn vào mạng, thì là nó phải cần một cái địa chỉ. Một cái cạc mạng của router là cần một cái địa chỉ, nhớ như vậy. À. Ở trên router nó có bao nhiêu cạc mạng là nó phải cần bấy nhiêu địa chỉ. Bao nhiêu cạc mạng mà nối đến các network á. Trên router là bao nhiêu cái cạc mạng mà nối đến những cái network là nó cần bấy nhiêu địa chỉ. Rồi, đây là hai cái điểm lưu ý khi trước khi chúng ta thực hiện cái công việc là chia mạng con. Xác định có bao nhiêu, cần bao nhiêu địa chỉ của mạng con. Rồi trên mỗi một mạng con như vậy thì cần bao nhiêu địa chỉ host. Vậy thôi. Chúng ta xem một cái ví dụ. Cho một cái địa chỉ đường mạng lớp B 172.16.0.0. Giả sử chúng ta có cái nhu cầu là cần 6 địa chỉ đường mạng con. Và trên mỗi đường mạng con là cần khoảng chừng 8.000 địa chỉ host. Trên mỗi một đường mạng con cần khoảng 8.000 địa chỉ host. Thì cách chúng ta tính subnet như sau. Đầu tiên là chúng ta xác định cái subnet mask. Rồi chúng ta xác định cái subnet mask. Thì mình xác định đó là mình dựa trên cái số bit mà mình mượn thôi. À, subnet mask này là subnet mask trên mỗi đường mạng con nha. Mình xác định cái subnet mask trên mỗi đường mạng con. Hồi nãy là chúng ta cần 6 đường mạng con đúng không? 6 đường mạng con thì mình cần mấy bit? 6 đường mạng con thì mình cần 3 bit. 6 đường mạng con thì cần 3 bit. Mà hồi nãy là địa chỉ lớp gì? Địa chỉ lớp B. Như vậy đó, mình mượn ở bài số mấy? Mình mượn ở phần host, tức là mình mượn ở bài số 3. Mượn 3 bit ở bài số 3. Hả? Thứ hai là bắt đầu chúng ta xác định các cái địa chỉ subnet. Đầu tiên chúng ta xác định subnet mask ha, của mỗi đường mạng con. Rồi tiếp theo là chúng ta xác định các cái địa chỉ của các subnet. Rồi tiếp theo là chúng ta mới xác định các cái địa chỉ host trên mỗi subnet. Các địa chỉ host trên mỗi subnet. Và cuối cùng là chúng ta xác định cái địa chỉ broadcast của mỗi subnet. Trên mỗi subnet. Đó. Như vậy mà cái công việc mà mình chia subnet á, thì nó gồm thứ nhất là xác định subnet mask của mỗi cái đường mạng con. Thứ hai là xác định địa chỉ mỗi đường mạng con. Thứ ba là xác định địa chỉ host trên mỗi đường mạng con. Và thứ tư là xác định địa chỉ broadcast trên mỗi đường mạng con. Thì chúng ta bỏ qua những cái phần này. Ta đi vào cái bảng kết quả. Đi vào cái bảng kết quả. Như sao? Tôi giải thích luôn. Thì đây là cái bảng kết quả của cái việc mà mình chia cái địa chỉ, chia một cái địa chỉ đường mạng lớp B thành ra là 6 địa chỉ đường mạng con á. Là chúng ta chia như vậy. Chúng ta cần 6 thì chúng ta cần, chúng ta lấy ngay bài số, chúng ta lấy ngay bài số 3 đúng không? Chúng ta lấy ngay bài số 3. Lấy 3 bit cái gì? Bài số 3 lấy 3 bit. Thì các anh chị lưu ý này nha. Ngay bài số 3 mình lấy 3 bit. Thì cái bài số 3 này nó còn lại là mấy bit? Nó còn lại là 5 bit.
nó còn lại 5 bit. Thì 2 mũ 5 là 32. 32 giá trị. Nha, các anh chị quý vị cộng lên 32. Cộng lên 32 là 64. Cộng 32 là 96. Cộng 32 là 128. Cộng 32 là 160. Cộng 32 là 192. Cộng 32 là 224. Thì với 3 bit thì rõ ràng là chúng ta có 8 giá trị như gì nữa. 2 mũ 3 là 8 giá trị. Đây là 8 giá trị nè. Tức là chúng ta sẽ có là 8 địa chỉ đường mạng con đánh số từ 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 và 224. Nhưng mà trong 8 cái địa chỉ đường mạng con này á, trong 8 cái địa chỉ đường mạng con này thì mình phải bỏ hai cái. Cái đầu tiên với là cái cuối cùng. Tại vì cái đầu tiên á, là tương ứng với 3 bit bằng 0. Và cái cuối cùng là tương ứng với 3 bit bật lên 1. Thì cái này nãy giải thích rồi. 3 bit bằng 0 nó là địa chỉ network. Và 3 bit này mà bật lên 1 thì nó là địa chỉ broadcast. Hai cái địa chỉ này chúng ta bỏ không sử dụng. Chúng ta còn sử dụng lại 6 cái địa chỉ đường mạng con ở giữa này thôi. Rồi bây giờ trên mỗi một đường mạng con chúng ta phải xác định là cái địa chỉ host từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Này là rất là dễ. Chỉ việc lấy số bắt đầu cho đến số cuối cùng là xong. Bây giờ mình xét trên đường mạng con 32.0. Thì cái số đầu tiên của nó là 32.1. Và cái số cuối cùng của nó đó sẽ là 63.254. Tại sao? Tại vì nếu mình lấy trên 64 thì nó lố qua cái địa chỉ đường mạng con số 2. Do đó mình chỉ lấy được tới 63 thôi. Lấy được tới 63 thôi. Và cái byte cuối cùng thì nó sẽ là 254 chứ không phải là 255. Tại vì nếu là 255 thì nó sẽ rơi vào địa chỉ broadcast. Đây, ví dụ. Địa chỉ broadcast trên đường mạng này á, trên cái đường mạng con này là 63.255. Tất nhiên hai byte đầu là 172.16. Mình chỉ xét hai byte cuối thôi. Tại vì hai byte đầu của địa chỉ lớp B thì không thay đổi, nó luôn luôn là 172.16. Rồi, như vậy cái dòng này ý là gì? Trên cái đường mạng con 172.16.32.0 nó sẽ có những địa chỉ host từ 172.16.32.1 đến 172.16.63.254. Và trên đường mạng con này, cái địa chỉ broadcast của nó là 172.16.63.255. Rồi. Tương tự cho những cái đường mạng dưới này. Tương tự cho các đường mạng dưới này. À. Đó. Như vậy là từ một cái đường mạng, từ một cái địa chỉ đường mạng là 172.16.0.0. Chúng ta chia ra làm 6 địa chỉ đường mạng con. À, có thể dùng được. 6 địa chỉ đường mạng con có thể dùng được. Là 6 đường mạng con này đây. Đúng ra là nó ra 8. Tại vì mình mượn 3 bit thì nó ra 8. Nhưng mà bỏ đi cái đầu tiên và cái cuối cùng. Và trên mỗi một đường mạng con chúng ta phải xác định địa chỉ host của chúng là bao nhiêu. Ví dụ chúng ta xét cái đường mạng này đi. 172.16.160.0 đường mạng con này. Thì cái địa chỉ host của nó là sao? Nhỏ nhất là 160.1 và lớn nhất là 191.254.254. Là không thể lấy vượt qua 192. Tại vì nếu mình lấy 192 thì nó qua cái đường mạng con này không được. Do đó mình chỉ lấy được tới 191 thôi. Và cái byte cuối cùng, mà số lớn nhất của byte cuối cùng thì nhớ là gì? 254 chứ không phải là 255. Rồi chúng ta xét ngay địa chỉ này đi. Thì con số đầu tiên của nó sẽ là 192.1. Ở đây thiếu số 1 nha. 192.1. Và cho đến là nhiêu? 223. Tại vì 224 thì đụng lần này. Cho đó là 223.254. Vậy thôi. À, xong. Đó, thì đây là cái bảng kết quả của cái việc mà mình chia một cái địa chỉ đường mạng thành ra những địa chỉ đường mạng con. Và sau này các anh chị đi làm thực tế thì các anh chị cũng vẫn phải chia và tạo ra một cái bảng như vậy. Địa chỉ broadcast thì dễ rồi. Địa chỉ broadcast thì hồi nãy tôi có nói rồi. Xác định địa chỉ broadcast thì chỉ việc là bật hết những cái bit ở trong cái thuộc về cái phần host đó, bật nó lên 1 hết. Thì nó ra địa chỉ broadcast thôi. Ở đây nó muốn nói rằng là gì? Ở cái subnet thứ nhất 32.0 đó, thì cái địa chỉ broadcast là 63.255.
ở cái subnet số 2 là 64.0 á, thì cái địa chỉ broadcast là 95.255. Tương tự. Đó. Ở đây tôi nhắc lại cái kỹ thuật chia nhanh nha, anh chị nhớ giùm nè. Bây giờ mình nhìn vô mình chia nhanh luôn. À, đầu tiên người ta cho mình cái địa chỉ là 172.16.0.0, đúng không? Người ta yêu cầu mình chia ra làm 6 địa chỉ đường mạng con. 6 địa chỉ đường mạng con. Thì mình dựa vào, mình cần 6 địa chỉ mạng con với gì? Muốn có được 6 địa chỉ thì bắt buộc mình phải lấy 3 bit. Đồng ý không? 3 bit. Thì 3 bit là 2 mũ 3, nó là 8 trừ 2 thì mới là 6. Hoặc là người ta nói là người ta cần 5 địa chỉ đi, thì mình cũng vẫn phải lấy là 3 bit. Người ta cần 4 địa chỉ, mình vẫn lấy là 3 bit. Cho tới khi nào người ta cần 8 địa chỉ thì bắt buộc mình phải lấy 4 bit. Được chưa? Rồi, ở đây mình lấy ví dụ là mình cần 6 địa chỉ, tức là mình lấy 3 bit. Mà nhớ, 3 bit đó là phải lấy 3 bit ở phần host và mình lấy từ bên trái lấy qua. Đây là địa chỉ lớp B. Lớp B thì phần host tức là byte số 3 và byte số 4. Như vậy mình mượn 3 bit là mượn ở byte số 3. Tôi đang chỉ cho các anh chị cách tính nhanh là nha. Sau khi mình mượn 3 bit rồi, thì ở byte số 3 nó còn 5 bit. 5 bit thì mình lấy 2 mũ 5 lên. Là 2 mũ 5 là 32 giá trị chứ gì hết. 2 mũ 5 là 32. Rồi, mình có số 32 là cứ việc cộng lên thôi. Nó cứ cộng lên. Cộng 32 vô đó. Cho đến đủ 8 mình dừng. Và nhớ là bỏ đi cái đầu tiên và cái cuối cùng. Vậy thôi. Bây giờ ví dụ mình bây giờ người ta cần 16 subnet đi nha, người ta cần 16 subnet. Thôi, cần 15 subnet, 12 subnet thôi. Bây giờ người ta cần 12 subnet. 12 subnet thì mình lấy 4 bit thôi. 12 subnet lấy 4 bit. 4 bit ở byte số 3 nè. 2 mũ 4 là 16, trừ đi 2 là 14. Vậy thôi. Thì nếu mà mình lấy 4 bit ở đây thì nó còn lại 4 bit. Đúng không? Mình lấy 4 bit thì nó còn lại 4 bit. Còn lại 4 bit thì 2 mũ 4 là 16. Thì mình cứ việc 0 cộng 16. Rồi 16 cộng 16, cộng 16, cộng 16, cộng 16, cộng 16. Vậy thôi. Cho đến đủ cái số subnet mình cần có, dừng lại. Còn nếu mình ghi ra đầy đủ hết luôn với 4 bit thì mình sẽ có là 16 giá trị. Thì mình ghi ra đủ 16 giá trị subnet đó. Và trong đó mình chỉ dùng bao nhiêu cái tùy mình. Ví dụ như vậy. Mình nhớ bỏ cái đầu và cái cuối. Rồi, vậy thôi. Như vậy là chúng ta đã biết về cái kỹ thuật chia một cái địa chỉ đường mạng thành những địa chỉ đường mạng con. Rồi, như vậy về cái kỹ thuật về địa chỉ IP là tới đây coi như